trong giấc mơ, để lại những cơn đau u vơ chẳng còn bất ngờ. Một mai sớm kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai, thì đừng vội khóc, hãy siết tay anh nơi em bình yên. Mai xa rồi. Đêm hôm nay không phải là đêm 30, cũng không phải là bất cứ một ngày gì đặc biệt trong năm, phải không? Nhưng mà với một sân khấu như thế này thì tình cảm mà khán giả Hà Nội dành cho Viettel quả thật vô cùng là tuyệt vời. Và xin thay mặt cho Viettel một lần nữa xin cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị khán giả tại Hà Nội đêm hôm nay ạ. Thank you so much. Và đêm hôm nay tất cả mọi người thật sự rất là tuyệt vời, và những biển ánh sáng lúc này của mọi người, Nu cảm thấy được tất cả mọi người đêm nay là một ngôi sao. Vì vậy cho nên Nu xin được phép một hát một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, bài hát được mang tên Tôi Là Một Ngôi Sao.